Em ơi, tình hình kinh doanh vào cái thời điểm dịch bệnh thế nào em? Khó khăn ở đây là nó nằm ở cái vấn đề là lượng khách ấy mà đông quá mình không dám tiếp nhận. Như anh vừa thấy một đoàn khách vào nhà hàng vẫn phải từ chối vì là không thể xếp được chỗ nữa rồi. Lúc nào trong lòng em nói thật là em phải cảm ơn anh rất là nhiều đã đến review giới thiệu khán giả đến với nhà hàng em. Và em thấy rằng là những người làm YouTube như anh ấy ở thời điểm đó là đã mang lại một cái luồng gió mới cho nhà hàng, một nguồn khách hàng mới cho nhà hàng nữa, làm cho quán em phát triển được lên. Chào quý vị và bạn, chào mừng quý vị và bạn đến với phố Bằng Liệt thuộc khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Hôm nay Duy có mặt ở đây đến nhà hàng của cậu em để xem công việc kinh doanh của cậu ý trong cái thời điểm đang có dịch giã này như thế nào nhé. Mời quý vị và bạn cùng Duy chúng ta cùng đi. Chào anh. Hello em. Em thấy anh bảo đến em chuẩn bị đồ luôn anh ạ. Đấy, anh em mình mùa dịch rồi nên là cũng em cũng chuẩn bị trước cho nhanh anh ạ. Đấy. Đây là sườn dê chảo đá đúng không? Đây là Gọi là dê tái chanh dê đi anh. Vâng. Còn món dồi dê chiên. Vâng. Xin lỗi mọi người là anh em ngồi vào bàn rồi nên là tháo khẩu trang ra được rồi anh nhỉ. Có cả tiết canh nữa này. Hôm nay mùng 1 đấy ạ. Một anh em mình làm tí tiết canh. Tuyệt vời quá. Thưa vị Hà rất là tâm lý. Đây là những cái món Duy cũng rất là thích. Anh uống bia không rượu? Rượu đi em. Rượu nhá anh nhá. Rượu này thì nhẹ nhàng thôi anh ạ. Uống em hay gọi là rượu phụ nữ. Nó uống dễ uống lắm. Vâng. Thế phải thử mới biết được đúng không? Em mời anh nhé. Mời em. Chúc em sức khỏe nhé. Mời quý vị nhé. Công nhận dễ uống. Anh dùng món gì trước? Anh sẽ ăn món này trước cho nóng. Vâng. Em ăn đi. Vâng. Em mời anh nhé. Mời quý vị nhé. Xin mời quý vị nhé. Toàn bộ thịt đây anh nhìn kể cả là không có sườn nhưng nó đều là thịt ở phần sườn. Đây vẫn còn những cái sườn đấy anh này. Mình ăn trên cái chảo đá này thì nó sẽ nóng lâu, nó không bị nguội thì nó ngon hơn anh ạ. Và trên đây thì em chế biến cùng với lại vừng, tỏi chiên lên, hành tây. Vâng, hành tây thì nó tác dụng trang trí là nhiều hơn. Chắc chắn là em sẽ có ướp những cái nguyên liệu bí kíp của nhà hàng đúng không? Vâng, cái sốt ướp của nhà hàng làm riêng. Mình có thể chấm với lại chao hoặc tương. Mùa này ăn dê thì nó mát anh ạ. Xin mời quý vị nhé, mời em. Dê là dê ré. Dê ré. Dê ré nên là thịt nó thơm. Đúng rồi, rất là thơm và anh cảm giác ăn nó rất là tươi ngon. Vâng, nó mềm đấy. Mềm. Mềm đấy, không bị dai đâu. Còn mời mọi người nhé. Anh nghĩ là để quý vị và bạn biết được những cái món dê còn tươi, còn ngon hay không ấy thì chúng ta có thể gọi món này hoặc là những cái món nướng, đúng không? Vâng, những món nướng này mà kể cả tái chanh anh ạ. Tái chanh thì thịt dê mà tươi thì bao giờ mình cũng sẽ cảm nhận được nó rõ nhất. Đấy thì nhà em có cả sung muối anh. Cái sung muối này thì khách ăn dê thì nó hợp với sung. Hợp sung thì mình ăn mình cảm thấy mình ăn được nhiều hơn, nó không bị ngán. Cái sung muối này của mình cũng phải muối rất là cầu kỳ đấy thì nó mới ra được cái vị như này. Nếu như đi ăn dê mà những người mà quen ăn dê rồi ấy, họ biết chất lượng dê thì họ có thể nhìn thấy cái da này thôi anh ạ. Cái da dê này nó phải mỏng, tức là dê nó còn là dê non. Dê già thì da nó rất là dày ấy. Dày thì ăn nó sẽ dai hơn. Dê già thì nó sẽ dai hơn mà nó không được mềm như dê non này, mà thịt dê non thì nó ngọt hơn, mềm hơn. Đấy, da phải da mỏng anh ạ. Nếu mà xin phép mọi người có thể dùng tay một tí thì có thể bấm được luôn. Đó. Và nếu như là dê ré thì nó sẽ không có mỡ đâu anh ạ. Cái phần này nó sẽ là nạc và đến da luôn. Đấy, còn nếu mà dê lai nó sẽ có một lớp mỡ. Và anh thấy là cái miếng thái của cái thịt dê để làm ra cái món này thì cũng phải thái rất là mỏng. Phải lấy mỏng anh ạ. Thì nó mới thành, nó mới tái được. Đây là chuột này, dứa này. Có thể là anh sẽ kèm thêm một chút rau ngổ nữa cho thơm. Đấy, xong mình cuốn vào.
khỏi phải nói rồi. Những cái món này anh mà đi ăn dê anh toàn gọi cái món này nữa. Với hai mùa này mình ăn món này mình cảm thấy nó mát mát đúng không? Mà cảm giác nó cũng không thấy ngán. Mà thịt dê là nó ngọt. Em ơi, tình hình kinh doanh vào cái thời điểm dịch bệnh thế nào em? Khó khăn, bởi vì là khó khăn ở đây là nó nằm ở cái vấn đề là khi mà khách lượng khách ấy mà đông quá mình không dám tiếp nhận, mình vẫn đảm bảo phải ngồi cách bàn đấy, cũng phải có đủ khoảng cách, mà khách ít quá thì mình lại không đủ duy trì hoạt động cửa hàng, nhà hàng, nên là rất là gặp khó cho các nhà hàng. Đông khách thì như hôm nay mùng 1 thì anh thấy là khách đa phần phải đặt bàn trước, thì hôm nay mọi người cũng thích đến ăn cái canh, nhưng mà chỉ dám nhận một số bàn thôi. Đấy, còn bây giờ ví dụ thực khách đến nữa buộc là ngồi đến tầng 2 mà hết chỗ rồi thì tí nữa chắc là một tí nữa là phải buộc phải từ chối. Không, như hôm nay thì đột biến hơn thì mình phải từ chối là hết, vẫn còn bàn nhưng không dám nhận khách. Cũng khó khăn nhỉ. Đấy là khó khăn của nhà hàng ở thời điểm này. Nhưng anh nghĩ là những cái khách mà họ thường xuyên ăn ấy thì họ cũng biết được cái tình hình đấy đúng không? Em cũng có thông báo với họ đúng không? Họ đặt bàn trước. Họ đặt bàn trước hoặc là họ có thể là gọi điện mang tới nhà hoặc là văn phòng làm việc. Hoặc là mang về ăn. Vâng. Cũng rất hợp lý luôn. Vâng. Bây giờ nhà hàng bán ship mang về cũng nhiều lắm. Như sáng nay thì rất là nhiều thực khách mua đồ tiết canh với đồ về nhà ăn. Vâng. Tôi cố gắng thôi anh ạ. Vì chung tay toàn quốc chung tay và mình cũng phải chung tay thôi. Vâng. Thế là em cũng rất là tuân thủ cũng như là đảm bảo an toàn cho khách hàng khi mà đến ăn cái nhà hàng đúng không? Dạ. Tuyệt vời. Dạ. Thôi cố gắng lên em nhé. Dạ. Mời em. Em. À vâng, em xin anh. Anh lấy đũa mới đấy. Vâng. Món gì em nhỉ? Thăn dê sốt tiêu xanh. Món này thì hợp với những người mà đến đây để ăn trưa xong đi làm. Thì nó có cả cái bánh bao anh. Bánh bao chiên. Cái dồi dê này thì chế biến anh nghĩ là nó tương đối là tỉ mẩn đấy đúng không? Là mình phải thắt từng viên một. Vâng, bởi vì là mình phải thắt như này. Còn nếu mình mà để tuột như kia khi mình thái ra nó sẽ bị vỡ. Thì dồi dê là mình sẽ không thể cho tiết vào được. Dồi dê không cho tiết anh nhá. Nên là nó không có độ kết dính. Và thứ hai con dê nó không có mỡ. Cũng lại không thể lấy ra được cái kết dính của nó nữa. Bởi vì trong này mình làm 100% bằng thịt dê. Nên dồi dê nó rất là đắt chứ bảo dồi dê rẻ thì không bán được. Mình làm phải bằng làm thịt dê. Chính vì thế nên nó không kết nối được, nên mình thắt như này thì đến lúc mình ăn mình anh thấy nó thành một cái hình nó đẹp hơn. Còn nếu mình cắt ra nó sẽ bị vỡ. Xin mời quý vị nhé. Trong nhân đây có thịt dê với sụn dê. Thịt dê là các loại rau thơm và gia vị ngũ vị hương nữa. Cái lòng dê nó rất là nhỏ này nên là cái dồi dê nhìn nó xinh xinh như này ấy. Còn này thì thường thì thực khách thì sẽ ăn sau cùng. Em lựa chọn cái phần thăn dê là cái phần mềm nhất của con dê rồi. Đấy, để mình sốt với tiêu xanh này thì thực khách có thể là sau khi nhậu xong rồi thì có thể là lót bụng bằng những cái chiếc bánh bao này kèm với cả thăn dê và đặc biệt là cái tiêu xanh thì nó sẽ rất là thơm. Và em sốt là cái thịt dê là mình sốt vừa chín tới thôi đúng không? Sốt vừa chín tới thôi thì ăn nó sẽ mềm hơn. Thơm ngọt. Anh có thể dùng thử cái thịt thăn này xem sao. Và kèm theo một chút hạt tiêu nữa. Xin mời quý vị nhé. Mềm và cái nước sốt nữa có một chút gì ngọt ngọt. Cái này nghĩ là chị em rất là thích này. Thăn dê mình phải dặn nó ra, dần nó ra đó để nó ngấm gia vị hơn. Mùa hè thì em hay cho vào cái đĩa này, mùa đông thì nếu thực khách mà đông hơn thì em sẽ cho vào chảo đá này để đảm bảo luôn là nó sẽ nóng. Vâng, thưa quý vị, sự nuôi dưỡng cái niềm đam mê quay về ẩm thực đối với Duy ấy, bây giờ nó vẫn cũng không thay đổi. Cái lý do chính đó là nó là một cái sợi dây kết nối rất là bền vững. Duy quen Hà là do quán của Hà mở rất gần nhà Duy. Có một lần Duy đến Duy ăn trước rồi Duy thấy nó rất là ok về không gian cũng như về món ăn. Sau đó là Duy đến Duy xin phép Hà để Duy quay. Và cũng vô tình là những cái clip mà anh quay nhà em thì cái lượt view rất là nhiều. Quan trọng nữa như em phản hồi với anh ấy là cái lượng khách đến cũng rất là nhiều đúng không em? Không biết là khi mà họ đến ăn thì họ có phản hồi gì với em cũng như là từ những cái đóng góp của họ thì em có thể chia sẻ cho anh cũng như là khán giả biết. Thì lần đầu anh đến quay ấy, sau đó thì hiệu ứng khách hàng đến với nhà hàng em thì đông hơn. Từ cái việc đông hơn ấy
thì mình cũng chỉn chu về món ăn hơn nữa, mình lại đông khách hơn thì mình cái nguồn thực phẩm mình lại tươi hơn nữa, thành ra là chất lượng đồ ăn thì ngày một đi lên. Từ đó thì em cũng lúc nào trong lòng em nói thật là em phải cảm ơn anh rất là nhiều đã đến review, giới thiệu khán giả đến với nhà hàng em. Và em thấy rằng là những người làm YouTube như anh ấy ở thời điểm đó là đã mang lại một cái luồng gió mới cho nhà hàng, một nguồn khách hàng mới cho nhà hàng nữa, làm cho quán em phát triển được lên. Và như anh biết là em đã trong năm vừa rồi em đã phát triển tới 4 cửa hàng về dê này, và cũng nhờ có truyền thông, nhờ có anh, và cũng nhờ có anh cũng em cũng biết tới làm về YouTube đấy. Rồi thì cũng tự anh có khuyên em là hãy chủ động về marketing là tốt nhất, thì là em làm về YouTube là như thế. Và quả thực sự luôn là em thấy sự kết nối giữa một YouTuber với nhà hàng để truyền tải cho khán giả những món ăn ngon, những nhà địa chỉ uy tín là một cái điều đấy, là cả nhà hàng cũng phải cảm ơn. Như em đóng vai trò hôm nay, em đóng vai trò là một nhà hàng đã được anh review và có một lượng khách ổn định như ngày hôm nay là cảm ơn anh rất là nhiều luôn đấy. Trước tiên là cảm ơn em đã có những phản hồi tích cực đến với anh. Còn thưa vị, bạn Hà là bạn ý rất là khiêm tốn nhé. Duy thực ra Duy chỉ là cái chất xúc tác theo cái trải nghiệm chân thật của Duy thôi. Nhưng mà cái để mà phát triển được hay không ấy, đó là cái tư duy riêng của Hà. Và bạn Hà là một trong người có cái tư duy về kinh doanh rất là tốt. Anh em mình cạch cái nhá. Cảm ơn anh nhá. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Chúc em thành công mọi người nhá. Mời quý vị. Vâng. Như anh vừa thấy một đoàn khách vào nhà hàng vẫn phải từ chối vì là không thể xếp được chỗ nữa rồi. Đấy thì em bây giờ ở Hà Nội em chỉ có hai quán thôi, là Đại Cổ Việt với cả Linh Đàm đấy thôi nhá. Nếu quý vị và bạn thích ăn dê thì hãy nhớ đến quán OK Con Dê nhé. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những trải nghiệm sắp tới. Xin chào mọi người, xin chào quý vị.